San Ninh Man Việt Nam 2 tập 9 đã lên sóng tối ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn luận nhiều nhất lại nằm ở phân cảnh cuối tập. Theo đó, phân cảnh này hé lộ sẽ có một người năng lực vượt bậc xuất hiện trong San Ninh Man Việt Nam 2 tập 10. Teaser San Ninh Man Việt Nam 2 tập 10 chưa hé lộ danh tính của vị khách mời đặc biệt, nhưng từ bóng dáng, cách bước đi, cộng thêm hình người năng lực, thì mọi phán đoán lúc này đều đang nhắm đến Kim Jong-kook. Trước mắt cơ bản có thể khẳng định được tập 10 vẫn là nội dung được quay tại Hàn Quốc. Do đó, khả năng người năng lực vượt bậc là một nghệ sĩ Việt có thể được loại bỏ. Vậy nên netizen không khỏi suy đoán vị khách bất ngờ xuất hiện, rào rắc nỗi kinh hoàng cho các thành viên trong trận chiến xé bảng tên cuối cùng và khốc liệt nhất sẽ là một ngôi sao Hàn nổi tiếng. Dẫu vậy, người ấy là ai vẫn phải chờ đến khi chương trình phát sóng tuần tới mới biết được. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.